Thần dụng này yếu quá, không vào tầm của anh. Nó lại tiếp tục pha cầu 2000. Vẫn còn thủ chắc chưa kìa. Quá chắc tay. Cơ hội tấn công. Vẫn còn. Hay thế nhỉ, di chuyển quá nhanh, hơi dẻo. Quá keo. Khá gì Kento đâu. Vòng chung kết đã bắt đầu. Đã chuẩn bị bắt đầu. Điểm không đều, cũng sẽ gọi áo xanh và áo cam nha, bởi vì họ đều cùng đến từ Indonesia. Ok, Tiến Minh tạt ở trước vòng tứ kết anh ạ. Bật cầu rất bọc. Quá hay, đó là pha cầu sở trường của tay vợt áo xanh. Ok, xin chào Sido nha. Chúng ta hãy tập trung vào trận đấu nào. Trận đấu cuối cùng của giải đấu rồi, vẫn còn. Rất hay. Tay vợt áo cam này chân khá dài. Đó là một tình huống bỏ cầu không chính xác. Mọi hôm thì hoàn toàn phải ngoái người lên để xem điểm. Mình rất thích vận động viên áo xanh vì anh ta đánh cầu rất khéo léo. Nó dẻo. Hay quá nhờ, vẫn còn. Quay trên. Rồi. Hello Cao Thắng, hello Nguyễn Đức Hải. Ôi. Rất cân tài cân sức. Vâng, lại tiếp tục là một tình huống. Đập cầu rất căng. Ôi, đập quá tốt. Vâng. Vâng, kéo sân quá hay. Tay rất khỏe. Đó là một 7-4. Cầu rất an toàn. Rất đáng tiếc. Anh mà xuống sân lúc này thì đúng là họ sợ anh luôn thật. Tưởng như đánh bom. Ui. Lăn léo, thực sự rất dẻo. Vẫn còn, hãy coi nhờ. Cơ hội tấn công. Đó là pha đập cầu sở trường. Đến với chức vô địch tại giải đấu năm nay. Nhưng rõ ràng ở trận chung kết này không phải đơn giản với tay vợt áo xanh chút nào. Tay vợt áo cam đánh cầu cũng rất hay. Ở ngoài sân. Bấm cầu khá hay. Rất đẹp. Quá bình tĩnh. Vẫn còn, trần quá bòn. Chúng ta tiếp tục theo dõi nào. 96 sẽ đấu thứ nhất. Về cầu rất khỏe. Rất khéo léo, củ tay kìa, sợ không? Như thế mà nó vẫn có thể ẩn về sau. Thế mà vẫn ẩn về sau được. Rất khéo léo và dẻo. Đó là một tình huống cầu may mắn. Đẹp góc rất hay. Cơ hội tấn công quá. Đập cái điểm mà đập quá gắt. Khoảng cách vẫn là 3 điểm cho đây với áo xanh. Liệu có lời có là 4 điểm hay không? Mình nghĩ sẽ là 4 điểm. Kéo lưới quá hay. Bấm lưới kìa. Vẫn còn, thủ rất lì. Bình tĩnh thật. Ok. Hơn có vẻ những pha kéo lưới. Những pha kéo lưới trái tay là sở trường của tay vợt áo xanh. Rất đó là một tình huống bỏ cầu không chính xác. Ok, anh Đặng Huy nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Hai nhịp kìa. Vâng, nhìn tay vợt áo cam kia có một tình huống ve cầu rất tốt. Ve cầu có khác gì đau phích không? Đệ tử đau phích đây chứ đâu. Rồi, hai nhịp cơ hội tấn công. Vâng, cầu 6 cân các lưu giản Việt Nam đang xuất hiện tại live stream của Hùng. Chia buồn với Hải Đăng. Thực sự năm nay giải đấu quá mạnh và em cần cải thiện thêm phạt 6 điểm rồi. 14-8, thực sự quá khó ra đây với áo cam trong trận đấu này.
Bây giờ áo xanh gần như không có điểm chết. Vẫn cứu được. Tôi. Ôi kéo lưới kìa. Đấy, pha kéo lưới thuận tay của Bây giờ áo xanh rất đẳng cấp. Đó là một cú. Điểm 15-8, khoảng cách 7 điểm rồi. 9-15. Ôi trời ơi, không nha. Đó là một nhầm dụng này yếu quá, không vào tầm của anh. Nó lại tiếp tục pha cầu 2.000. Vẫn còn thủ chắc chưa kìa. Quá chắc tay. Cơ hội tấn công. Vẫn còn. Hay thế nhở, di chuyển quá nhanh, ôi dẻo. Quá keo. Khác gì Kento đâu. Rất là. Vẫn cứu cầu được. Rồi, những tình huống bấm cầu của tay vợt này rất nhẹ nhàng, không biết anh căng vượt bao nhiêu cân nữa. 13, 16 rồi. Thủ cầu trái tay rất tốt. Tay vợt áo cam có vẻ thiên về cầu về. Hãy tiếp nhờ, cơ hội tấn công. Nhưng anh ta không bật lên đợt nữa rồi. Giữ sức chẳng. Tiếp cầu trong chân, đó là. Kề lưới quá khéo léo. Vẫn còn. Rồi, không còn nữa. Chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu. 17-14. Khe cầu rất tốt. Bấm cầu, rất thích pha bấm cầu đó của vận động viên áo xanh. Rồi, xem live stream của em đây anh ơi. Vẫn kìa, vẫn mới được kìa. Vâng, khoảng cách 5 điểm rồi. Tưởng rằng tay vợt áo cam sẽ có thể đuổi kịp chỉ số. Nhưng rõ ràng tay vợt áo xanh đang tăng tốc rất là nhanh. Kích kìa, phủ tay kìa. Đó là một tình huống cầu ngoài sân. Kết thúc trận đấu cho tay vợt đến áo xanh đến từ Indonesia. Với 6 cơ hội kết thúc trận đấu thì không có lý gì mà tay vợt này không thể làm được. Và đặc biệt anh còn đang đánh trên cơ đối thủ. Còn không. Thủ kìa. Anh em cầu lông cùng xem nào. Nhiều người họ không biết xem ở đâu đâu. Nhiều người họ còn đang tìm kiếm. Họ chưa biết xem ở đâu. Vì vậy mọi người hãy chia sẻ giúp Hùng đi. Tiếp tục. Bởi vì chỉ một điểm số nữa thôi. Trận đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Rồi. Đó là pha cầu sở trường của người áo xanh mà không trượt cái nào luôn. Ok, điểm số đầu tiên không đều. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Kề cầu rất khéo léo và tự tin. Điểm số đầu tiên cho tay vợt áo. Hai tay vợt đến từ Indo nhé, Long Hoàng. Kìa, trời ơi. Kề như thế thì phải đăng về lịch thi đấu của Hùng để xem tên cho vận động viên nha. Vâng, rồi. 3 điểm số liên tiếp cho tay vợt áo xanh, một khởi đầu thực sự rất tuyệt vời. Kéo lưới sở trường chưa? Chém cầu kìa. Thích quả đấy thích nhỉ? Thực sự vận động viên này bấm cầu quả nào mình cũng thích. Rồi. Sau nội dung này hình như là đến đôi nam nữ hoặc là đôi nữ chị ạ. Hình như là nam nữ, nếu em nhớ không nhầm. Em có đăng lên rồi. Trôi quá nhanh hơn ở set đầu thứ nhất. Dã man. Với tình huống với cầu như thế mà anh ta còn có áp đảo đối thủ đến 6-0 rồi. Đừng có 11-0 nữa nha. Trời ơi sao. Vẫn còn bòn thế nhỉ. Tay vợt đâu thực sự gặp tay vợt này đánh thế thì chúng ta đúng bất lực thật. Vâng, với chiều cao thấp hơn thì thôi 8-0. 8-0 rồi. Đẳng cấp vượt trội 9-0. Giờ có khác thì Linh Đan thi đấu với Tiến Minh đâu. Rồi, cầu ngang thì những vận động viên có chiều cao thấp hơn sẽ có lợi thế hơn.
Còn về đập cầu thì vận chuyển quá hay. Chém kìa. Chính. Khác gì Kento năm đến trước đâu. Chúng ta cứ tưởng tượng đây là Indonesia. Sự chênh lệch đẳng cấp đang được thể hiện rất rõ ràng. Quá sát lưới. Chắc chắn rồi, nhưng Dương Phạm này 13-2 rồi, làm sao bên kia có cửa nữa. Rất đáng tiếc cho thằng người lối, làm sao mà thẳng thật. Lại đập tiếp rồi. Rồi tình huống này thì một chưa thủ được sáu múi nha mọi người. Một nếu chưa có cơ bụng sáu múi thì về tập đi. Đó là tình huống cầu trong sân, bởi vậy mà Hùng mới gọi là áo cam và áo xanh. Xem anh ta đập cầu tiếp đi. Kinh nhở. Cách 11 điểm. Trận đấu thứ 2 còn áp đảo hơn hẳn trận đấu thứ nhất. Lại chết rồi. Sao mà lỗi hẳn phần còn lại của giải đấu. Ok Đức Mạnh. Thôi xong rồi. Cân tài cân sức. Tuy nhiên hiện tại thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Kìa. Dạ mà. Anh ta đang múa trên sân. Chứ không phải là chơi cầu nữa. Trời ơi. Rồi nhá. Hùng sẽ sớm cập nhật nó lên kênh YouTube Sport Hùng Badminton để mọi người có thể theo dõi. 6-18. Vẫn với được. Chúng ta trong tình huống trước. Ôi. Ôi. Ui. Hay vừa hay vừa may. Vâng, kết thúc bằng một quả smash nào. Thôi sao vậy? Trận đấu thứ hai chiến thắng tiếp tục là áp đảo. Còn chỉ hai lần. Chiến thắng 21-7-1, kết quả mà không ai có thể nghĩ đến, kể cả là trong mơ. Trận đấu thứ nhất kết thúc điểm số 21-16, trận đấu thứ hai kết thúc điểm